Trại Thỏ Tỷ Đô xin kính chào quý bà con cô bác đang chăn nuôi thỏ trên mọi miền Tổ quốc thân mến nha. Thì hôm nay mình sẽ trả lời một câu hỏi của rất nhiều bạn muốn hỏi mình rồi. Thì đó là câu hỏi đó là cho thỏ ăn gì thì nó sẽ mau lớn nha các bạn. Thì qua kinh nghiệm hơn 20 năm chăn nuôi thỏ của mình á, thì mình cũng rút ra được một số kinh nghiệm thì mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn như sau. Thì để thỏ nó phát triển và nó sinh trưởng tốt á, nó có sức lớn nhanh, thì chúng ta cần lưu ý những cái yếu tố sau đây. Thứ nhất, cái yếu tố môi trường nó cũng là rất là quan trọng này các bạn. Nó cái môi trường á, là nó quyết định rất là lớn về khả năng sinh sản cũng như là phát triển của đàn thỏ của mình á. Thì mình nói xong bốn yếu tố này á, thì mình sẽ quay lại mình phân tích từng yếu tố cho các bạn xem cho nó chất lượng nha. Và cái thứ nhất là môi trường rồi, thứ hai là vấn đề con giống. Thì con giống á, là nó phải đạt được cái chất lượng và nó đạt được cái con giống đầy đủ điều kiện sức khỏe để mình làm giống này các bạn đó. Và cái thứ ba nữa nó cũng không nó cũng rất là quan trọng, đó là về kỹ thuật chăn nuôi, cái cách chăm sóc cũng như là cái quy trình phòng bệnh cũng như chữa bệnh cơ bản mà mình nên nắm. Và cái cuối cùng, cái thứ tư á, đó là về cái dòng thức ăn, cái chế độ ăn và đặc biệt là cái khẩu phần ăn như thế nào để làm sao cho nó đạt được cái hiệu quả đó. Thì mình chia sẻ cái cơ bản về bốn cái yếu tố cơ bản đó. Thì bây giờ mình sẽ phân tích sâu vào từng yếu tố để cho tất cả các bạn nắm thêm một chút xíu nghe. Thì đây tất cả là đều là kinh nghiệm của mình hết, chứ không phải là lấy từ đâu. Thứ nhất là kinh nghiệm của mình nuôi lâu năm trại của mình, thứ hai là mình cũng có thể là mình bắt chước những cái người lớn tuổi họ đi chăn nuôi trước và mình cảm thấy hay là mình học lại để rồi mình chia sẻ cho tất cả các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái đầu tiên, đó là về môi trường. Thì con thỏ để đạt được cái hiệu quả tối đa về mức độ lớn của nó thì nó phù hợp với cái nhiệt độ từ 25 độ trở lên tới 32 độ, nghĩa là đừng quá 32 độ và cũng đừng dưới 25 độ thì con thỏ nó phát triển rất tốt nha các bạn nha. Đồng thời đó là cái nhiệt độ. Còn cái môi trường chuồng trại thì chắc chắn là các bạn phải làm sạch sẽ, độ ẩm cũng như là khô ráo cũng như là thoáng mát thì các bạn cái đó các bạn phải tự xử lý. Cái thứ hai là về con giống, thì mình cũng hay chia sẻ cho tất cả các bạn rất nhiều về yếu tố con giống. Để mà ra được cái đầu con tốt thì chắc chắn cái nguồn giống của mình phải thật sự là tốt, nguồn gốc cha nguồn gốc mẹ phải thật sự là tốt. Thì mình chọn giống như thế nào thì chắc chắn cái nguồn gốc giống, cái tuổi đời lai ép của con thỏ của mình á, nó phải đạt được cái tuổi, cái máu nó cao và cái đời lai nó xa để con thỏ nó có thể là sức khỏe tốt cũng như là dáng dấp cũng như là số ký to. Thứ hai nữa, nguồn gốc là mình đừng có chọn những con thỏ mà không rõ nguồn gốc, bởi vì mình sợ nó trùng huyết hay cận huyết thì về sinh sản cũng như là phát triển của nó rất kém và nó rất là chậm lớn mà nó xảy ra chết chóc bệnh tật nha các bạn nha. Đó, cho nên con giống nó cực kỳ quan trọng. Rồi còn cơ bản thì chọn một con giống khỏe mạnh thì chắc chắn là mình chọn những cái trại nào nó có cái độ uy tín cao, họ phòng bệnh cũng như chữa bệnh vaccine đồ cho con thỏ tốt. Rồi coi như là họ chọn được cái cấu trúc cơ bản của con thỏ mẹ, con thỏ cha nó có nhiều sức khỏe để họ có thể là lấy ra làm giống để họ bán cho mình đó. Cho nên là nó tóm lại thì cái nguồn gốc phải cực kỳ tốt và giống thỏ phải đạt nha các bạn nghe. Và cái thứ ba nữa là cái kỹ thuật nuôi và cách chăm sóc và quy trình phòng bệnh và chữa bệnh. Thì chắc chắn các bạn nuôi á, thì các bạn phải nắm được những cái kỹ thuật nuôi cơ bản và cách chăm sóc và quy trình phòng bệnh và chữa bệnh. Mình chỉ nói ngắn gọn như thế này, có nghĩa là con thỏ thì nó có những cái bệnh cơ bản như sau. Nó theo kinh nghiệm của mình á, thì có 5 dạng bệnh cơ bản chính, thì các bạn nắm được thì các bạn có thể xử lý được. Đó là thứ nhất là về bệnh tiêu hóa, thứ hai là về bệnh hô hấp, thứ ba là nội ngoại ký sinh trùng, thứ tư là bại huyết cũng như là bại liệt. Cái này là nó dạng là dịch nghe các bạn nghe, nó là sử dụng không sử dụng kháng sinh mà sử dụng vaccine nha. Và cái cuối cùng là bệnh bại liệt đó. Thì mình nắm được
cái quy trình năm cái bệnh đó thì mình có thể là mình xử lý được cái bệnh cho nó tốt. Và cái cuối cùng đó là về chọn dòng thức ăn cũng như là chế độ ăn và khẩu phần ăn. Thì chọn dòng thức ăn là như thế nào? Mình phải chọn được cái lượng thực cái sản phẩm cám phù hợp với con thỏ. Một số địa phương không có cám thỏ thì mình cũng thể sử dụng cám heo, cám gà. Tuy nhiên mình phải theo dõi cho kỹ lưỡng về cái sự sinh trưởng và phát triển của nó. Nó ăn cám nó có lớn được hay không, rồi nó có lên giống hay không, nó có mập mạp hay không, thì cái phần này mình sẽ nói sau. Và song song đó thì mình kết hợp với tinh bột và thô sơ, thì có rau rác thì mình lựa chọn những cái nguồn rau như rau rang rau muống hoặc là cỏ mình trồng để cho nó đạt cái hiệu quả mà nó không có thuốc sâu rồi chẳng hạn. Và quan trọng nữa là về khẩu phần ăn, mình chia ra cho nó ăn một ngày hai cử sáng chiều và bổ sung thêm rau cỏ. Tuy nhiên nó tùy vào cái thời tiết, có thể ăn là một ngày mình cho ăn một cử chiều cũng được, nó phụ thuộc vào thời tiết cũng như là phụ thuộc vào cái lứa con thỏ để cho nó đạt nó. Tất cả những cái yếu tố trên á là nó góp phần làm cho con thỏ nó sinh trưởng và phát triển tốt và nó mau lớn, chứ không phải là đặt câu hỏi là cho ăn gì mau lớn. Thì có con thỏ thì mình cho ăn tùm lum, ăn nhiều lên hay là ăn cám tốt nhất là nó mau lớn, đâu phải. Mình xin nhắc lại, nó có những yếu tố như vậy á. Thứ nhất là về môi trường nè, thứ hai là về con giống nè, thứ ba là cái kỹ thuật và cách chăm sóc nuôi, cái thứ tư là về cái lựa chọn được cái dòng thức ăn cũng như chế độ ăn và cái khẩu phần ăn sao cho nó hợp lý. Tích góp lại những cái yếu tố đó thì đàn thỏ trong trại của mình nó mới sinh trưởng và phát triển tốt được và nó mới mau lớn được. Chứ thiếu một trong những cái yếu tố đó thì nó cũng bị ảnh hưởng phần nào trong vấn đề kinh tế của mình. Bởi vì ai nuôi thỏ cũng mong muốn là trại của mình nó mau lớn, thỏ mình nó mau lớn để bán nó kiếm tiền. Tuy nhiên là nếu mà mình có thể mình thiếu đi một trong những yếu tố trên thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến vấn đề phát triển của thỏ rất là nhiều. Đó, mà nó đã kéo dài thời gian nuôi đó thì chắc chắn cái công mình không tính rồi. Nhưng mà cái tiền cám đồ của mình á nó tốn kém thì mình khó mà bù lỗ được lắm các bạn. Bởi vì cái giá cả mình chưa nói, mà về cái vấn đề chậm lớn hay hao hụt là đã thấy mình đã lỗ rồi. Bây giờ giá có cao đi chăng nữa mà mình nuôi chậm lớn hay là hao hụt thì nó cũng không đạt, mà giá nó trung bình, nó vừa vừa thôi, mà mình nuôi mình đạt hiệu quả tối đa, ít hao hụt, mau lớn thì nó sẽ mau có kinh tế các bạn. Rồi một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến trại thỏ Thủy Đô, và tất cả những câu hỏi mà các bạn không hiểu thì mình luôn sẵn sàng chia sẻ. Các bạn không nắm được cái vấn đề gì, các bạn cứ liên hệ với mình sẽ chỉ cho các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn.